Phật có nói mình xem hết ba tạng kinh vĩnh viễn không rớt trong ba đường ác phải không sư? Bài kinh đó tên là gì, tựa bộ nào? Sư thì sư không biết là có bài kinh nào Đức Phật nói về cái chuyện là mình đọc xong ba bộ kinh thì mình không đọa địa ngục hay không. Mà sư biết ở trong kinh Tạng thì rất nhiều trường hợp những việc thuộc lòng tam tạng rơi xuống địa ngục. Do đâu? Do có một trường hợp á, để sư nhớ coi. Ở trong chú giải Pháp Cú, trường hợp là có một cái con cá, người dân đánh bắt một cái con cá mà có cái da nó đẹp lắm, cái da cá rất là đẹp. Người ta đánh bắt và người ta đem lên trên Phật do cái da cá nó đẹp một cách lạ lùng. Thì Đức Phật mới nói kiếp trước con cá này là một vị tỳ kheo thông thuộc Tam Tạng. Nhưng mà do có oan trái với một cái vị sư bạn, mà vị sư bạn này lại là một vị A-la-hán, cho nên á, là vị tỳ kheo này á, là công kích vị sư bạn. Rồi chẳng những như vậy đó, lại còn rủ rê những cái người ủng hộ mình á, công kích vị sư cái vị A-la-hán này. Đó, đó là cái ác nghiệp thứ nhất. Cái ác nghiệp thứ hai á, là do vị này ỷ vào cái chuyện thông thuộc tâm tạng á, cho nên là có nhiều khi là vị này làm chậm trễ trong cái chuyện là truyền bá giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và nhiều vụ lắm, cho nên là vị này chết đi địa ngục. Và bây giờ thì tái sanh làm cái con cá, nhưng mà nhờ cái phước thuyết pháp cho nên là cái làn da của con cá rất là đẹp. Thế Tôn mới hỏi con cá là ngài dùng thần thông để cho con cá có thể nói được, nói để người ta hiểu được á, thì con cá nó kể lại đúng y chang như vậy. Và ngài hỏi bây giờ ngươi sẽ đi đâu? Con cá mới trả lời dạ bây giờ con đi địa ngục. Và thế là con cá nó mệnh chung và nó đi địa ngục. Cho nên là sư không biết có một bài kinh nào tồn tại mà dám nói, dám khẳng định cái chuyện là đọc và ba bộ kinh đọc nha, xem hết là vĩnh viễn không đọa địa ngục thì sư hú hồn. Tại vì tam tạng pháp sư mà còn rớt địa ngục thì mình xem hết thì nó là cái gì? Cho nên là đừng có tự tin quá. Cái quan trọng là mình phát triển tam vô lậu học, tức là giới học, định học và tuệ học. Khi mà mình phát triển đến sự viên mãn, tức là đi đến sự không còn phàm nữa, thì khi đó đảm bảo là mình vĩnh viễn không rơi xuống ác đạo. Chứ còn như quý vị nói thì sẽ không chắc ha. Không biết là về vấn đề này sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng xin xác nhận là sư cũng hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của Đại Đức Hạnh Tuệ. Tức là một lần nữa sư cũng xác nhận nha, là Phật không có nói nha, mà không có nói, Phật không có nói, mà cũng không có bài kinh nào mà nói cụ thể gì. Còn cái phần về trả lời của Đức Hạnh Tuệ thì sư thấy nó quá là lại đầy đủ rồi, rất là đầy đủ rồi. Sư muốn thêm chỗ nào, thêm được thêm nữa mà cũng không biết thêm chỗ nào, rất là đầy đủ. Sư cũng xin lướt qua câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.